ơi, thì đây là những cái gốc mai siêu 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 đẹp luôn. Trời ơi, sao mà có thể đẹp như vậy được. Ồ, cái chú nghệ nhân nhà vườn luôn á, chứ không phải là nông dân á. Ôi, cắt từng cái búp mai luôn. Cắt chi tiết từng cái lá luôn hề chú ha. Trời ơi, tụi con đi ngang rất là nhiều vườn mai rồi, con thấy cái chỗ này là ấn tượng nhất. Sao mà đẹp dữ rồi trời. Là chú cắt hết những cái ngọn để nó đừng có bị ra cái lá, nó sẽ xấu ha, nó sẽ chỉ toàn là bông thôi. Mai mình ở đây hả chú? Mai Thủ Đức đúng không? Ồ, Phương Bình. Phương Bình hả? Là cái vườn mai Phương Bình. Năm nay mình mang ra đây bao nhiêu cây chú? Tại trong vườn đó. Ở trong vườn nhiều lắm đúng không? Ở đây chỉ là một phần nhỏ để trưng bày thôi. Ồ. À, là khách muốn mua là vô vườn. Thì chú bán sỉ hay bán lẻ? Nếu mà cho vườn luôn mà. À, kiểu như là khách hàng năm mua quen rồi, người ta cái quay lại người ta mua ha, tới Tết là người ta tìm mình ha. Chú còn tò mò cái cây lớn như vậy là khoảng nhiêu vậy? 200 là bán được ha. 200 triệu hả cả nhà? À, có ghi giá hả? Có giá đó. 240 nha mọi người. 200 là cho bán nó, 40 là thuê. À, 40 là nếu mà thuê mùa Tết ha. Ồ, cây này cũng xuất sắc luôn mà chú bán là có 80 hả? Cho thuê là 15 ha. Ôi ôi, vườn mai của chú phải nói là xuất sắc. Vườn mai Phương Bình ở Hiệp Bình Chánh hả chú? Đúng không? Ờ, con biết cái khu đó. Trời ơi, ngày xưa con có vô đó một vài lần rồi. Đây là những cái cây mai mà chú trưng ở đường Phạm Văn Đồng á mọi người. Ngay trước cái chùa gì nè? Chùa Vân Sơn ha mọi người, chùa Vân Sơn. Ồ, chú cũng nhờ chú kê những cái chậu mai ở trong sân chùa luôn nha. Đó. Ồ, những cái gốc mai của chú gọi là xuất sắc, không thể nào mà xuất sắc hơn ha. Mà mấy cây trong này thì có vẻ như là bông nó sẽ chưa có to bằng mấy cái bông ở ngoài ha. Nó còn rất là nhí ha. Cái này thì chắc chú phải thúc ép sao cho nó lòi cái bông ra nhiều hơn nữa, giống như vậy thì nó sẽ ok nè, ngày Tết ha. Mấy cái này là chú cũng có để giá hết đó mọi người. Hình như cái này là chưa làm xong cho nên là chưa thấy ghi giá rõ ràng này ha. Cái này là 220, sau đó sẽ là 40. 220 đang cả nhà. Ôi, mấy cây này to đẹp ghê luôn, xuất sắc quá. À, chú để sẵn để có gì ghi cái giá vô đây để cho mọi người sẽ mua ha. Ồ, có một cây trong này thì sẽ bị nở một chút xíu. Chắc chú chưa có thời gian để chăm chút lại ha. Cáo mình ra ngoài và mình sẽ cho mọi người xem thêm.
giữa vậy là cái thằng mà mình để mình phòng khách của mình đúng không? Ừ. Thì chơi cái tầm này với tầm đó là vừa là cái tự quá bự quá. Chú đang tư vấn cho khách mọi người rất là nhiệt tình luôn. Cả nhà coi cái hoa của chú ha, đó nó về nè, nhiều bông lắm cả nhà ơi. Đây là cái vườn mai đặc biệt mà mình thấy là quá xuất sắc, là mình quay cho cả nhà mình xem ha. Ở đây là đường Phạm Văn Đồng ngay trước chùa Vân Sơn. Số 440 đường Phạm Văn Đồng ha. Cái cây này có lẽ là khách xếp hơi chê rồi, tại vì bị nở rồi. Cây này cũng vậy nè, không biết bị lỗi gì mà nó bị nở quá nè. Cái cây này chú bán 180 ha. Đó, 108, giá thuê là 22 triệu. Thủ Đức sẽ là thủ phủ mai của Sài Gòn từ lâu rồi ha mọi người. Cái phường Hiệp Bình Chánh ở trong đó là rất là nhiều vựa mai, vườn mai. Mình coi cây này giá nhiêu ha. Cây này là 60 triệu, giá cho thuê là 15 ha. Cây này thì cũng 60 luôn, giá cho thuê cũng là 15 luôn ha. Cây này coi là sao đây. Này này 130, giá cho thuê là 40. Cây này cũng to cũng đẹp mà có 130 thôi, trong khi cây kia là 200 ha. Ồ, cây này xuất sắc quá. Cây này phải nói là quá xuất sắc về cái bông luôn. To đều múp 70, giá cho thuê là 18 ha. Đó, cả nhà có mua mai thì tới nha, Phương Bình. Đó, cả nhà thấy không, Phương Bình, vườn mai Phương Bình. Thông tin của chú ha, Mr. Bình. À, có cái số điện thoại nè. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip tiếp theo của mình, cập nhật những cái thông tin về hoa chuyện Tết cũng như là các khu vui chơi giải trí Tết ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn.